Sài Gòn Vlog xin kính chào quý chị và các bạn. Thì hiện giờ em đang có mặt ở chợ Bồ Cát của anh chị. Phía trước mình là được cái đường Nguyễn Hồng Đào của anh chị. Thì anh em sẽ đi một vòng ở cái khu vực này, quay một số hình ảnh ở đây cho quý chị em xem. Thì ở đây là nói chung là khu vực nó cũng khá là tấp nập của anh chị. Giờ này thì khoảng 7 giờ rưỡi tối hơn xíu anh chị. Thì đi ở đây một vòng quay số hình ảnh cho quý chị em xem. Mình đang đi trên cái đoạn đường Bầu Cát không chị, Nguyễn Hồng Đào chứ. Mà bây giờ mình sẽ quẹo phải ở đây, quẹo phải là đường Bầu Cát không chị. Sẽ đi ra Võ Thành Trang. Rồi, mình quẹo phải đi ra Võ Thành Trang. Thì cái khu vực Cầu Cát này nếu mà nói về trước 75 thì ở đây là cái vùng đất trống không chị. Nó nói chung là nó cũng thưa người. Thì theo lịch sử là ở đây được chủ yếu là hồi đó thì cái khu vực này là chủ yếu là người Quảng Nam á, người ta vô người ta lập nghiệp nên người ta làm cái làng nghề đặc trưng là nghề dệt đó anh chị. Thì bây giờ thì nói chung là ở đây thì người Quảng rất là nhiều nha anh chị, người Quảng Nam rất nhiều anh chị. Đường xá thì bây giờ nó cũng phát triển rộng rãi rồi, nhưng mà khu vực này đặc biệt là không biết đến giờ nó còn ngập không, chứ mấy năm trước là nghe nói khu vực này mưa nó ngập ghê lắm. Đường Bầu Cát rất là đẹp anh chị, nó hàng quán tấp nập. Giờ này là 7 giờ mấy mà tối mà xe đông anh chị. Rồi phía trước mình ở đây nè là cái ngã ba ngã tư Bầu Cát với Đồng Đen. Nếu mà mình rẽ phải đó thì mình sẽ về Đậu Cơ, còn mình rẽ trái thì mình ra Trường Chinh đúng không anh chị. Thì em sẽ đi thẳng. Đường này nói chung là cái đường đúng là cái đường chính đúng không anh chị. Đông, lưu lượng xe rất là đông. Bây giờ khoảng chừng 4 giờ 5 giờ là vô đây kẹt xe. Khu này thì nói chung sầm uất mà rất là phát triển, mà chỉ có tội cái là ngập thôi. Còn mình đi tiếp nha anh chị. Nay mình đi giờ này mình quay một số hình ảnh phố phường cho anh chị em xem. Ban ngày thì nói chung là nó cũng vắng hơn, tối thì lên đèn nó đẹp hơn, bán xá rất là dữ. Trong kia có những cái chợ của người chợ tự phát của anh chị. Một số người quản cũng rất là vui anh chị. Nên chạy vô chẳng qua cho chị em xem. Cà phê gạch. Mình chạy thẳng mình ra được Võ Thành Trang. Có cái đường Võ Thành Trang cách ngang. Thì Bầu Cát thì em coi là lịch sử của nó đó. Tại sao có cái tên là Bầu Cát? Thì người ta lý giải là trước là nó có một cái bầu lớn nước ở giữa này, xong rồi dân ta vô ta ở cho xây, ta lắp từ từ thành cái khu đất này. Rồi không biết có phải không. Thì xem em tìm hiểu trên mạng là vậy nên có tên là Bầu Cát. Như thế này là như nó ốp lại. Thì bên trái mà cái đường Trần Mạnh Linh đúng không anh chị? Nếu mình vào trái thì mình sẽ ra ngoài Trường Chinh đúng không chị? Khúc này đường nó ốp lại, nó nhỏ lại xíu, nhưng mà lúc này là có chợ nè chị, chợ đêm chợ chiều, chợ đây tấp nập cả ngày, quá trời buôn bán. Rồi, bán hành củ kiều, nghe mùi thấy nghe mùi tết quá. Đây nghe mùi củ kiều không? Biết chị đi ngang có nghe giống nghe một tiếng nghe mùi củ kiều rồi sắp sửa tết. Rồi mình sẽ vào đây hết ta, bên phải đi. Rồi mình đường này Võ Thành Trang, ý mà đi đường này thì đi ra đằng kia rồi không được rồi. Mình nghe được cái đường Phạm Phú Thứ anh chị, giống như quận 6 có đường Phạm Phú Thứ, mà thôi cho em vòng lại, vòng lại mình đi cái đường Trần Mai Ninh đúng không chị. Cái đường đó cũng có cái chợ cũng rất là vui. Đi đây thì ra thì cứ kẹt xe thôi. Vòng lại mình quẹo trái đây nè. Đi cái đường Trần Mai Ninh. Cái đường ở chỗ mà cái siêu thị Mini Shop. Ở đây mấy cái món sứ quảng của đây cũng rất là ngon quý vị. Ừ.
quá trời vừa. Rồi em quẹo đây, em sẽ quẹo phải đây nha anh chị. Trần Mai Ninh nó bán quá trời buôn bán. Đây là cái chợ tự phát luôn, gần ơi gần, à, gần cái chợ chứ, ở đây là gần chợ, bên kia trên kia có cái chợ, quên quên không phải tự phát. Rau cải buổi chiều, chợ chiều. Mua trứng vịt. Siêu thị nhỏ cũng ở đây luôn. Dài dép đồ là đường để dài quá ta. Nhớ về bên phải có cái chợ. Nói với toàn người miền Trung không á chứ. Nãy giờ đi nghe tiếng miền Trung không á chị. Miền Trung ta cũng giỏi ghê. Lập nghiệp ở đây mà. Cái này đường Trần Mai Ninh em đi thẳng ra cho Trường Chinh nha anh chị. Các em sẽ chạy thẳng ra Trường Chinh luôn. Nhớ chợ đây nè. Có chợ ở đây. Chợ gì ta? Không thấy dữ à. Thôi kệ, mình chạy thẳng. Rồi khúc ngoài đây hơi vắng vắng xíu. Ra kia là đường Trường Chinh rồi. Đường Trường Chinh thì cũng đang chắc đang làm cái giải phóng mặt bằng đó chị. Làm đường phóng đường Trường Chinh. Trường Chinh này phóng thì cũng có dự án chung chắc biết cái mạng 8 á. Biết có phải là một đường metro không đâu. Sài Gòn metro xây mấy chục năm mà chưa thấy đâu. Hẻm quá trời hẻm. Các em sẽ đi ra Trường Chinh em vòng vô lại cái chỗ giáo xứ cái nhà thờ Phú Trung đó anh chị. Vậy đi thì cái tối nay mà đi vòng vậy thôi. Ok. Giờ này chung đi làm người ta cũng đang đi tan làm đi về. Lưu lượng xe nó cũng thưa hơn hồi 6 giờ. Ở 56 giờ thì nó dè đặc hơn chút xíu. Bây giờ mình đi mình ngắm quê Phú Phương là đẹp. Ồ, muốn chìa khóa đây. Rồi Trường Chinh, các em sẽ quẹo phải nha anh chị. Thì mình sẽ tới ngã ba Bảy Hiền, à, cái từ Bảy Hiền anh chị. Mình sẽ quẹo phải, mình về cái nhà thờ Phú Trung anh chị. Thì ngã tư Bảy Hiền này thì đặt theo cái tên của một cái ông gọi đại gia ở khu vực này là thời bấy giờ của chị, ông Bảy Tinh Hiền. Thì thời đó thì ổng hay giúp đỡ người nghèo á, nên dần già là ở đây người đặt tên theo cái ngã tư này theo cái tên của ổng luôn. Thì đúng ra thì thời đó thì ổng là cái khu đất này là của ổng à, rộng từ rộng khắp luôn đó chị, rồi bao gồm có bầu cát Cộng Hòa luôn á. Thì bây giờ thì không còn nữa, chỉ còn cái địa danh thôi. Ở đây thì lúc nào cũng kẹt xe. Thì đó một số thông tin em tìm hiểu, em chia sẻ với anh chị. Quẹo cha, à, phải không, không quẹo cha hẳn luôn. Còn cái phía mà bên tay trái em á, cái bên xe bích này đâu, xe bích chạy quá, không thấy à. Cái phía mà nhà triển lãm lúc trước á, thì trước đó, thời Pháp là cái chỗ đó, là cái dãy đất đó là cái chỗ nghĩa trang nha anh chị. Thì cái hình ảnh vẫn còn. Bây giờ thì nó làm một cái khu triển lãm rồi. Với một phố siêu đất bên kia là người ta ở kính. Tương lai là Bình Hưng Hòa này muốn cũng giống vậy. Mấy chục năm sau là không ai biết ở đó là nghĩa trang nữa. Khúc này người ta đang làm, người ta phóng đường vô cho nó bớt kẹt xe đi. Đó cái khúc đất bên tay trái của em anh chị, là đó là cái nghĩa trang của Pháp đó anh chị. Bây giờ thì đã kín hết trơn rồi,
mấy mươi năm. Đường bên phải cũng còn làm phóng đường vô còn ngổn ngang ghê. Mà sau này cái đường này chắc lớn lắm, rộng lắm. Giờ này cũng 7 giờ thì cũng đỡ chứ mà thời tan tầm cỡ 5 giờ, 4 giờ thôi nó kẹt xe cũng kiếp. Nhưng cái từ 99 cũng mệt. Trời hôm nay nó cũng mát không chị, nó cũng không có nóng, thời tiết đúng dễ chịu. Không biết mà hút cái metro có đi ngang đây không ta. Rồi em sẽ quẹo phải đây, có bên kia là cái bệnh viện Thống Nhất của anh chị, mà trước đây 75 là cái bệnh viện vì dân của bà Nhu, bà Nhu phát động xây, bây giờ là bệnh viện Thống Nhất. Rồi em sẽ chạy thẳng này, chúng mình kiếm đường quẹo vô cái nhà thờ của Trung. Con này đang đi với cái con đường đường này là đường Lý Thường Kiệt hay là quân ta. Là không quân. Cộng vô bệnh viện thì nói chung ở đây là cái cửa ngõ rồi, trước đây 75 ở đây cũng là cái cửa ngõ của vô Sài Gòn không chị. Còn cái khu đất mà từ đây mà chở ra là trước đây 75 là mình đất trống, tức là đất trống, đất trồng cây không chị, nó hoang vu lắm chứ không phải được như giờ. Thì vật đổi sau giờ mà thành phố có lúc cần phát triển thì phải về thôi. Rồi em sẽ quẹo phải đây nha quý chị. Quẹo phải ở đây. Rồi chắc quẹo trái đây luôn. Ủa đường đang làm ta? Đang làm ngổn ngang công trình. Rồi. Thế phía trước là cái nhà thờ của Trung quý chị. Thì chắc video của em cũng xin dừng ở đây. Thì tối thì dẫn quý anh chị đi lang thang một vòng vậy đó. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại nhé. Công trình cải tạo đường sao mà nó còn làm ngổn ngang quá. Chạy xe khó quá. Mấy cái đường này đường Phạm Phú Thứ nữa chị, rồi phải đó thì giờ vô khu này hồi nãy đó. Khu một xe một khác hồi nãy của chị. Rồi nhà thờ đây, đây là Phú Trung. Rồi cũng đang làm cống mà giật cống cống quá trời. Rồi video của em cũng xin tạm biệt ở đây nha quý chị. Chào và gặp lại một lần nữa.